Samsung làm xe sang, nhưng giá bình dân. Mẫu xe có giá bán khoảng 324 triệu đồng. Là sự hợp tác giữa Samsung và nhà sản xuất ô tô Pháp Renault. Tuần này, công ty liên doanh giữa Samsung và hãng sản xuất xe Pháp Renault thông báo đang chuẩn bị các công tác cuối cùng để giao cho khách hàng những chiếc SUV mới mang tên Renault Samsung XM3. Mẫu xe được trang bị khối động cơ dẫn động cầu trước tiêu chuẩn của hãng Duster. Dung tích xi lanh 1,6 lít hoặc tăng áp 1,3 lít cho công suất cực đại lên tới 150 mã lực. Ngoài ra, Samsung X3 còn có 3 tùy chọn khác cũng có động cơ 1,6 lít với công suất 123 mã lực với sức kéo 158 Nm. Bên cạnh đó, mẫu xe cũng được trang bị hệ thống cấu hình cơ bản giống như các xe tiêu chuẩn bán ra. Tại Hàn Quốc với hệ thống cảnh báo va chạm, tự động giữ làn đường, kiểm soát hành trình tùy biến. Renault Samsung XM3 bán ra tại thị trường Hàn Quốc với giá từ 17,19 triệu won 14.000 đô la, gần 324 triệu đồng đến 25,32 triệu won 21.000 đô la, gần 486 triệu đồng, mẫu SUV mới của Samsung hứa hẹn sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Chevrolet Trailblazer của GM Hàn Quốc và Seltos của Kia Motor Tính đến 15 tháng 3, hãng đã nhận được 8.542 đơn đặt hàng chiếc SUV nhỏ gọn XM3, chúng tôi đặt mục tiêu doanh số 40.000 chiếc XM3 trong năm nay đại diện hãng xe cho biết. Nhiều bạn nói tôi đọc không chuẩn đó là do tôi mới học lớp 1 ạ. À. trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi, xin hãy cho một lượt thích chia sẻ, và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào, và hẹn gặp lại.